là rõ ràng, tự nhiên của nhóm. Ủa, bài nhóm. Rất là rõ ràng. Tiếp tục, cái thứ 13. À, 13 là gì à? Bữa nay là họ khiến đồng tiền làm việc cho họ. Cái đồng tiền ngày đêm lăn ra làm việc cho họ. Họ có cái đồng tiền nào tối mai lúc 7 giờ tối tới cái phần nói về tiền mình sẽ phân tích cho bạn. Tối mai lúc 7 giờ tối mình sẽ nói về dòng tiền để cho bạn thấy. Những cái người mà họ biết cách đó, họ chỉ cần có 50.000 trong túi của họ thôi. 50.000 trong túi của họ thôi. Họ sẽ kiếm được 500.000, họ sẽ kiếm được 5 triệu. Họ từ 50.000 thôi, họ kiếm tiền được 500 triệu, họ kiếm được 5 tỷ chỉ từ bao nhiêu à? 50.000 thôi. Còn những người thất bại á là họ như thế nào à? Họ có 50.000 trong túi á là chỉ cần trong vòng 1 ngày thôi là họ trên mắt họ không còn 50.000 nữa, hiểu không ạ? Hiểu chưa nào các bạn ơi? Ví dụ như là 50.000 đó là một con heo đi. Thì cái người á, cái người chủ á họ biết cách á, từ một con heo đó họ nhân lên 10 con heo, 20 con heo, rồi họ mới lấy một con heo đó để họ sống, ok không ạ? Họ có 10 con heo rồi họ chỉ cần một con heo thôi, họ sống rồi họ chín con heo kia là nó lại trẻ ra tiếp, rồi họ mới lấy một phần trong đó, họ sống rồi họ lại trẻ ra tiếp, ok chưa? Còn những người thất bại á là ví dụ họ 50.000 đó chính là con heo, họ giết con heo đó rồi họ nói họ hết heo rồi. Rồi bắt đầu người ta đưa họ 50.000 hết, cái họ giết con heo đó, cái họ nói họ hết heo rồi, hiểu không ạ? Hiểu không các bạn ơi? À, tức là người bên này là họ luôn bắt đồng tiền vậy làm việc cho họ, tức là họ bắt con heo đó làm việc cho họ sinh sôi ra rất là nhiều thứ, ok chưa? Còn bên kia là giết heo, chuyên gia giết heo, ok không ạ? Gia ta ra những người thất bại là chuyên gia giết heo. Mỗi mai mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy toàn là người giết heo, giết người mà họ bên này họ chỉ cần 50.000 thôi là họ đã làm giàu được. Còn bên kia bạn phải đưa họ bản cái tiền họ có hết á, họ là chuyên gia giết mà. Bao nhiêu câu hỏi đó, bên này là họ làm cái gì họ vẫn sợ chứ sao không sợ, nhưng mà họ vẫn cứ làm. Còn bên này là để nộ sợ gì cản được, ok chưa? Họ sợ nhưng mà họ vẫn làm. Mới ngày đầu tiên đi học lái xe bạn sợ không? Sợ chứ, lần đầu tiên ôm lái xe sợ chứ. Mới lần đầu tiên bước chân vào đất Sài Gòn này sợ không? Sợ, sợ nhưng mà vẫn cứ làm, vẫn cứ đi. Còn bên kia không sợ lắm, không đi đâu, sợ lắm. Ok chưa? Sợ nhưng mà vẫn cứ làm. Mới ra khởi nghiệp sợ không? Sợ. Sợ chứ, vì sao sợ? Bởi vì chưa biết đường đi nước bước. Ok chưa? Lần đầu tiên trong đời bạn gặp anh chàng này bạn sợ không? Sợ chứ. Hai người quen nhau ở trường hợp nào? Đồng nghiệp mà lần đầu tiên trong đời mà biết anh này đồng nghiệp có sợ không? Đó, rồi biết ảnh theo tán tỉnh mình sợ không? Sợ. Không sợ. Sợ rồi, quen rồi. Ok chưa? Nhưng mà lúc xưa là có biết gì về ông này không? Đâu có biết đâu, hai người ở hai tỉnh khác nhau đúng không? Ông này ở tỉnh nào? Sóc Trăng còn này? Cà Mau. Cà Mau. Hai thằng cũng ở gần nhau, tỉnh gần nhau. Ok, nhưng mà nó xa nhau mấy chục cây số à? 100 cây. Ok chưa? Nhưng mà lần rồi lại đi quét. Vậy trước khi chúng ta thân nhau thì trước đó là lạ. Mà lạ thì chúng ta có sợ không? Sợ chứ, có biết khỉ gì đâu mà. Nhưng mà sợ nhưng mà bạn cứ đi. Có gì không? Tức là có những người họ nói đi gặp người lạ sợ lắm, đi ăn qua quán ăn lạ sợ lắm. Có không? Hồi kia mình quen với vợ mình cái thời mà chưa quen á, con gái nó vui đó mà. Cái cuối tuần cái mình rủ đi ăn, mình kêu tuần này ăn cái gì, vợ nói ăn cái gì cũng được. Cái mình nói vậy mình ghé vô quán phở này ăn nha. Không, mình hỏi mới câu trước nó nói ăn cái gì cũng được, câu sau nói không. Hỏi sao không, nó nói cái quán này sao thấy lạ quá. Mình nói lạ gì đâu lạ, cứ lạ rồi vô thì nó quen. Ok các bạn ơi, ok chưa? Dù sợ bạn cứ làm. Okay chưa? Tiếp tục, họ luôn học hỏi để phát triển, họ không ngừng học hỏi. Họ không ngừng học hỏi các bạn. Còn bên kia là họ nghĩ là họ như thế nào? Họ giỏi rồi, họ biết hết rồi. Họ tốt nghiệp đại học ra, chứ là họ nghĩ là họ biết hết rồi.
bạn nên nhớ là bạn tốt nghiệp đại học là bạn tốt nghiệp mỗi cái ngành đó chứ có gì đâu mà biết. Bạn tốt nghiệp cái toán thì bạn chỉ biết cái gì? Cái toán mà biết chỉ có cơ bản thôi, có mà. Có mà. Có cái gì đâu mà biết mà đại nhận những người cái mấy cái này anh học đại học hết rồi. Ông học đại học thì ông học có chút xíu cho đó chứ khỉ đầu biết. Các bạn có dùng ra rồi nè. Có dùng ra các bạn ơi. À là những người mà họ chịu khó hỏi là họ học hỏi liên vậy. Liên tục. Ok chưa? Họ ra trường họ có học có liên tục họ học hỏi. Họ hỏi từ người bên cạnh, học hỏi từ đứa nhân viên, học hỏi từ cái người bảo vệ ngoài kia, học hỏi từ cái đứa bán vé số. Ok mà, họ học hỏi từ sách có các bạn ơi. À những người họ ham học hỏi á, các bạn vào trong nhà họ, các bạn thấy cả một cái thư viện sách. Còn các bạn không học hỏi á, các bạn vào trong nhà họ, các bạn thấy cả một cái gì? Một cái hầm rượu. Có mà. Các bạn vô ra điều này chưa? À, dân ơi, dạ nghe ra. Phải phải học hỏi cả rồi. Còn con gái á các bạn không? Tiền đi mua sách thì nó dám mua, mà các bạn về nhà đó là các bạn biết một năm nó mua khoảng ít nhất 20 đôi guốc. Kinh khủng không? Tiền mua sách thì nó không có mua. Một năm á, 10 năm nó hơn 100 đôi guốc. Kinh khủng không? À, rồi nó nói guốc nhiều quá khó mang, không biết mang đô nào. Tại nhiều quá cũng khó lựa chọn nữa. Có các bạn ơi. Giang nha ta rồi. Thú vị mấy con người này kia luôn á. Không được chưa? Bữa nay là họ dùng tiền để tiết kiệm thôi. Giang, họ luôn dùng tiền để tiết kiệm thôi nha. À, nghĩa là họ đi mướn nhân viên vào để họ trả lương để họ tiết kiệm thời gian của họ. Các bạn đã dùng ra điều này chưa? Một mình bạn làm. Bạn làm tốt như thế nào thì cũng là một mình bạn làm thôi. Nhưng mà bạn biết đó, bạn đào tạo thêm 10 người làm. Các bạn dùng ra điều này chưa? À, thì 10 người kia họ giải quyết cái khối lượng công việc rất là lớn. Các bạn dùng ra điều này chưa? Họ dùng tiền để tiết kiệm. Thôi nha, họ biết rằng nếu cái công việc này một mình họ làm cho tới một tháng nó mới xong. Nhưng mà cái công việc này họ giao cho 10 người làm, thì làm khoảng 10 ngày nó xong rồi. Ok bạn ơi? À, dùng tiền để tiết kiệm. Còn bên này, dùng thời gian để đi kiếm. Giang ta ra, thời gian là thứ quý nhất trên đời này. Thời gian quý như vậy. Ghi vô, quan không quý bằng thời gian, ghi vô. Ai nói thời gian quý cho bạn, quan cũng không quý bằng thời gian, hiểu mà. Hiểu không anh các bạn ơi? Thời gian là thứ quý giá nhất. Mà không có cái gì trên đời này so sánh được đó. Nói thời gian quý cho vàng, không đúng. Thời gian quý hơn vàng. Ok chưa? À, thời gian là cái quý giá nhất. Bởi vì sao à? Chúng ta chỉ có khoảng 80 năm để chúng ta gì? Sống. À, 80 năm để chúng ta sống. 80 năm để chúng ta sống. Bao nhiêu năm? 80 năm. Thì cái thằng nào mà nó tốt lắm nó được 80 năm. Ok chưa? Chương tương đương với 960 tháng để sống. Ok chưa? À, bạn lay hay là như mình nè, bay đứt hết 450 tháng rồi. Các bạn vô ra bay đứt hết một nửa tháng rồi. Một nửa trong số này rồi. Còn hơn 400 mấy tháng nữa để sống thôi. Ok chưa? À, mà trong hành trình chúng ta sống á, hết một nửa trong đó là ngủ rồi. Ok không? Một ngày 24 tiếng thì hết 1/3 là ngủ rồi. Có các bạn ơi. Vậy thì còn có 2/3 thức nè. Trong 900 tháng này, trong 80 năm này chia 3 ra thì hết 20 mấy năm để ngủ rồi, có không? Còn lại cứ 50 mấy năm để sống mà cứ để thức à, có phải như vậy không ạ? À, trong 50 mấy năm để thức á thì nó dùng rất là nhiều thời gian để nó đi nhậu rồi, có không? Có các bạn ơi, nó nói cái chuyện tiêu cực là nó hút thuốc rồi, có không ạ? Vậy thực sự nó sống không bao nhiêu hết. Nên là mình luôn nói là đừng có như thế nào ạ. Đừng cứ ngủ nhiều một ngày như mình hiện tại, một ngày mình ngủ hơn 6 tiếng thôi. Đừng cứ ngộ nhiều, bởi vì sau này về qua bên kia rồi ngủ, ok bạn. Ok bạn nào ơi. À, ra, bởi vì chúng ta không có thời gian thức nhiều.